chào quý vị đang theo dõi chương trình Đời sống nghệ thuật của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, Tết Trung Thu có lẽ vì thế trở nên đặc biệt hơn vì nó đã trở về đúng nghĩa là Tết của gắn kết tình thân, Tết của sự sẻ chia yêu thương. Với mong muốn thông qua công nghệ thông tin, truyền tải đến du khách, đặc biệt là các em nhỏ, những ý nghĩa quan trọng của ngày Tết Trung Thu, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu năm 2021 với chủ đề Trung Thu Sum Vầy. Được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại website hoangthanhthanglong.vn và trưng bày online hoangthanhthanglong.vn với chủ đề Trung Thu Sum Vầy, chương trình Vui Tết Trung Thu 2021 gửi gắm những hình ảnh, câu chuyện về Trung Thu truyền thống, chung quanh mâm cỗ Trung Thu, ấm áp, giàu tình thân, cùng những món đồ chơi Trung Thu đầy yêu thương mà ông bà cha mẹ dành tặng cho các bạn nhỏ mỗi mùa Trung Thu về. Trung Thu được tổ chức như thế nào đấy, hợp tình, hợp lý thì sẽ mang lại một cái giá trị rất đáng kể cho thời sự, cho việc thực hiện cái sứ mạng của lịch sử và của cái thời đại này là cố kết nhau lại, sum vầy, tạo ra hạnh phúc trong gian khó. Thông qua trưng bày bằng hình thức trực tuyến, du khách sẽ được tiếp cận những loại đồ chơi được phục hồi theo lối cổ dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân và còn được gặp gỡ nhà sử học Lê Văn Lan qua các video clip nói chuyện về Tết Trung Thu truyền thống với chủ đề Trung Thu Sum Vầy trong bối cảnh dịch Covid-19, tục bày cỗ của người Hà Nội, tục rước đèn, đồng thời cùng tìm hiểu về nghệ thuật làm thiên nga bằng bông, món đồ chơi Trung Thu đặc sắc của người Hà Nội. Cứ trong dịp Trung Thu là tôi sẽ làm để phục vụ các cháu. Trong đầu chúng tôi vẫn nghĩ rằng là cuộc sống nó cũng để cho các cháu được luôn luôn bình yên đấy và hạnh phúc. Trưng bày trực tuyến hay là hình thức online hoặc một số các cái hình thức quảng bá cũng giúp cho du khách có cái điều kiện đến gần với di sản hơn bằng một cái hỗ trợ của cái công nghệ thông tin và cũng là một cái hình thức mà quảng bá rộng rãi đến với các cái đối tượng du khách không chỉ ở trong mà còn là ngoài nước. Diễn ra từ ngày 19 tháng 9, chương trình trưng bày trực tuyến Trung Thu Sum Vầy giúp các em nhỏ và người thân của mình vẫn được trải nghiệm một mùa Trung Thu Sum Vầy an toàn và ngập tràn niềm vui đoàn viên. Âm nhạc với sức lan tỏa nhanh nhạy và sâu rộng luôn sát cánh đồng hành cùng dân tộc trên mỗi chặng đường cách mạng. Trên mặt trận chống dịch Covid-19, trong suốt 2 năm qua, các văn nghệ sĩ đã trở thành những chiến sĩ. Mỗi bộ môn nghệ thuật đều có những cách thức riêng để trở thành vũ khí cùng chung cuộc chiến chống đại dịch với các lực lượng khác. Âm nhạc truyền thống cũng nằm chung dòng chảy đó. Trong 2 năm qua, đã có hàng trăm tác phẩm nghệ thuật truyền thống như sầm, chèo, cải lương, quan họ, ví dặm ra đời như một sự khích lệ tinh thần của mọi người dân Việt Nam trong công cuộc chống lại đại dịch Covid-19. Điều đó chứng tỏ ý thức trách nhiệm và nhiệt tình của những người làm nghệ thuật đối với công cuộc chống dịch, với quyết tâm chia sẻ những giá trị tinh thần với nhân dân, với đồng bào, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, bác sĩ, những người dân trong vùng dịch. Trong khắp hoài em chúc anh luôn chân cứng đã mềm. Non nước Việt Nam mấy ngàn năm rạng rỡ, không kẻ thù nào đánh gục được dân ta. Dịch Corona sẽ tan thành mây khói, cho nước non nhà rạng rỡ. Là một trong những tác giả có nhiều tác phẩm đóng góp trên mặt trận chống dịch, phải kể đến soạn giả Lê Thế Song. Trong thời gian dịch Covid hoành hành, anh đã tích cực sáng tác, soạn lời, chuyển thể âm nhạc và phát hành gần 20 tác phẩm thuộc hai loại hình nghệ thuật sân khấu chèo và cải lương về đề tài phòng chống Covid-19 với ca từ thấm đẫm tính nhân văn, tạo nên xúc cảm đẹp và lan tỏa trong cộng đồng. Những cái làn điệu loại hình nghệ thuật truyền thống đó là chèo, là cải lương, là dân ca quan họ,
nó đã đi sâu vào tiềm thức trong mỗi người dân Việt Nam. Và tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta, ai ít nhiều cũng đã thuộc những làn điệu đó. Và tôi lại là một tác giả sân khấu kịch hát, thì không có lý do gì một người viết kịch hát lại không viết nên tác phẩm về nghệ thuật truyền thống. Và qua những cái tác phẩm đã đưa lên sóng, đã được sự đón nhận nhiệt tình của quý vị khán giả, thì tôi thấy rằng nghệ thuật truyền thống luôn luôn là động lực, là sự phát triển, luôn luôn đem đến cho tất cả mọi người dân những sự đồng cảm sâu sắc nhất từ sâu thẳm trái tim mình, để họ cùng hướng về một tương lai tốt đẹp hơn. Điều đặc biệt trong nhiều tác phẩm của dịch giả Thế Song là sự tham gia của nhiều tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng ở mọi vùng miền trên đất nước, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Qua các MV được dàn dựng công phu, khán giả đều cảm nhận được tình cảm chân thành của đông đảo các nghệ sĩ dành cho lực lượng tuyến đầu và luôn góp sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc chống dịch. Nhiều tác phẩm ghi nhận lượt xem yêu thích cùng bình luận tích cực. Điều đó cho thấy nghệ thuật truyền thống đã làm tốt vai trò và sứ mệnh của mình trong việc truyền tải những giá trị tốt đẹp đến khán thính giả. Lứa đôi duyên lành thôi chờ đến ngày dịch tan. Viết lên được những cái bài hát chống dịch, kể cả cải lương, rồi kể cả chèo hoặc là các ca khúc đã là một cái thách thức khó. Nhưng mà vợ chồng mình thì muốn là trong lúc mà giãn cách xã hội hoặc những lúc mà phong tỏa cách ly ấy, thì mọi người đều nhận được những cái lời động viên qua lời ca tiếng hát. Bởi vì cái yếu tố tinh thần vô cùng quan trọng để mọi người có thể có được một cái niềm tin ấy, để mọi người cái tinh thần nó được động viên khích lệ, thì nó sẽ tạo ra được một cái sức mạnh để bảo vệ cơ thể, chống lại bệnh tật. Thế cho nên là bọn mình, sau khi anh Song viết xong, là việc đầu tiên của Sơn Hồng hồi đấy là làm việc với các ca sĩ, các nghệ sĩ. Được cái là tất cả các nghệ sĩ sau khi mà được Sơn Hồng gửi bài hát và mời hát thì mọi người rất nhiệt tình. Việc thực hiện MV trong những ngày giãn cách xã hội cũng là một trong những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của Hoàng Tùng. Bài hát không ngoài mục đích nêu cao tinh thần chống dịch như chống giặc của lực lượng ở nơi tuyến đầu ấy. Và bên cạnh đó là những lời động viên, chia sẻ của những người thân trong gia đình, những bạn bè, đồng nghiệp, cũng như là những người dân của Việt Nam dành tặng cho những người chiến sĩ ở nơi tuyến đầu. Chúc họ có thật nhiều sức khỏe và cũng cầu mong cho cuộc chiến này chóng qua đi để cuộc sống trở lại bình thường, với một niềm tin vô cùng mãnh liệt, đó là ngày mai chiến thắng. Giữa dịch quả thiên tai, ta quyết không lùi bước cho cuộc sống lại bừng lên trong... Có thể nói những nỗ lực không mệt mỏi của các nghệ sĩ, những người làm nghệ thuật trong thời gian qua là minh chứng cho nỗ lực cùng cộng đồng đẩy lùi dịch COVID-19. Họ đã biến âm nhạc trở thành liều vaccine quý giá, nuôi dưỡng tinh thần và ý chí cho mọi người trong mọi hoàn cảnh. Dòng chia sẻ vừa rồi nằm trong lời đề tựa cho lần xuất bản thứ hai cuốn Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng do cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết. Có thể nói, Búp Sen Xanh là một trong những tác phẩm hiếm hoi thể hiện sự giao thoa tài tình giữa lịch sử và văn học, vẫn giữ được nét chân thực khi viết về một nhân vật lịch sử vĩ đại, đồng thời vẫn có sự lồng ghép giữa các chi tiết hư cấu rất tự nhiên nhưng không xa rời thực tại. Hình tượng Bác Hồ trong tác phẩm Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng hiện lên đẹp đẽ nhưng vô cùng gần gũi. 40 năm sau ngày tác phẩm ra mắt vẫn ghi những dấu ấn đậm nét trong lòng bạn đọc cả nước. Nhà văn Sơn Tùng tên thật là Bùi Sơn Tùng, sinh năm 1928 trong một gia đình nhà nho tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Lớn lên trong không khí của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, ông hăng hái tham gia phong trào từ ngày còn rất nhỏ. Trưởng thành trong kháng chiến, hoạt động trên các lĩnh vực tuyên huấn, tuyên truyền, huấn luyện, quân sự, phóng viên đã giúp ông tích lũy được vốn sống, vốn sáng tạo nghệ thuật quý báu. Để rồi sau này, khi bị thương trong chiến trường Đông Nam Bộ, ông trở về Bắc tiếp tục chặng đường sáng tạo văn chương của mình. Cũng từ đó, nhiều tác phẩm tiểu thuyết ra đời đã ghi dấu ấn đậm nét tên tuổi của nhà văn Sơn Tùng trong nền văn học nghệ thuật nước nhà. Nhà văn Sơn Tùng để lại trong tôi một ấn tượng rất đặc biệt. Trước hết ông là một cái người thanh niên cộng sản, một cái thế hệ kế cận người anh hùng thanh niên Lý Tử Trọng. Từ rất nhỏ là ông đã tham gia cách mạng, ông đã tham gia cướp chính quyền ở địa phương, sau đó là hoạt động phong trào thanh niên ở thủ đô. Và đồng thời ông cũng là một nhà báo chiến sĩ rất là tiêu biểu. Những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt ở khu 4 thì ông là phóng viên chiến tranh của báo Tiền Phong ở đó. Và đến năm 67 thì ông lại vào chiến trường và một trong những người sáng lập báo Thanh niên Giải phóng. Và cả cuộc đời của ông làm báo vì sự nghiệp cách mạng. Và sau này khi ông viết văn thì ông vẫn giữ một cái, ông là tiêu biểu cho cái mẫu hình nhà văn chiến sĩ. Trong phòng văn rộng chưa tới 4 m², 4 bên chất chồng sách, căn hộ tập thể nơi ngõ phố Khâm Thiên từ lâu đã trở thành chiếu văn cho ông cùng bạn bè trong giới văn nghệ sĩ đàm luận. Cũng tại chiếu văn đó, nhà văn Sơn Tùng đã cho ra đời hàng chục tiểu thuyết, tư liệu, tập truyện, ký được viết bằng trái tim, bằng sự nỗ lực và ý chí kiên cường khi thân thể mang đầy di chứng của chiến tranh. Cho đến những năm tháng cuối đời, ông vẫn đau đáu về những dự định văn chương còn dang dở. Đấy là một người cộng sản tử tế, một con người chân chính tử tế, trong đối nhân xử thế với gia đình mình, với họ hàng, với đồng đội, với đồng chí của mình. Là một cái tấm gương về con người mà học tập, làm theo cái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tôi rất là đồng tình với một nhà văn Nguyễn Thế Kỷ gọi ông là người cộng sản anh hùng. Ông là một thiền sư, không chỉ là ông chuyện ngồi cả ngày cả đêm có thể nói chuyện với bạn bè trên cái chiếu văn ấy, và có thể ngồi ở trên một cái ghế, thậm chí có lúc mà ông bị bại liệt mà phải buộc dây vào cái ghế để ngồi viết, và ông vẫn kiên trì viết suốt đêm như vậy. Và cái sự thiền định của ông là cảm thấy mọi thứ vật chất đều có thể ở ngoài thân mình, miễn là mình thực hiện lý tưởng, và đó cũng là một phẩm chất của kẻ sĩ. Và cái khi đến đỉnh cao thì tôi cảm thấy là người cộng sản này, người một kẻ sĩ này và một thiền sư ở trong Sơn Tùng là có một cái điểm gặp nhau, và nó cũng ở trong kết tinh của ông là một con người cao cả, đẹp đẽ. Trong sự nghiệp cầm bút, nhà văn Sơn Tùng được biết tới là người có nhiều tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ý tưởng viết về cuộc đời của Bác nhen nhóm từ năm 1948 khi ông còn là cán bộ đoàn tại Nghệ An. Rồi trong những lần công tác được gặp gỡ, ghi chép tư liệu về người, cùng những lần tìm gặp những nhân chứng liên quan đến cuộc đời của Bác đã giúp ông xuất bản 16 tác phẩm, bao gồm tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện dài, ký, kịch bản phim, truyện tranh về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Hồ Chí Minh. Là người cùng quê và cũng là độc giả quen thuộc của nhà văn Sơn Tùng từ thời niên thiếu với nhà báo Hồ Quang Lợi, những tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhà văn Sơn Tùng luôn có những nét gần gũi, thân thuộc. Qua từng trang viết, ông như thấy được cảnh sắc thiên nhiên và con người quê hương trong đó. Cuộc đời của nhà văn Sơn Tùng là một cuộc đời chiến đấu, một cuộc đời lao động sáng tạo, một cuộc đời tận hiến bằng ngòi bút vì những cái giá trị rất là cao quý mà ông theo đuổi từ lúc thanh niên cho đến lúc cũng từ giã cuộc đời này. Mà trong điều kiện sức khỏe hết sức là, có thể nói là hết sức là hiểm nghèo, và chính những cái trang văn được viết trong những cái hoàn cảnh có thể nói hết sức là khó khăn và đầy thử thách như vậy, thì đó là những trang văn có thể nói không phải chỉ thấm mồ hôi mà còn thấm máu. Và đó là những trang văn mang lửa, mà vì thế nó có một sức thuyết phục đặc biệt đối với lại bạn đọc ở mọi lứa tuổi của Việt Nam ngày hôm nay. Và tôi nghĩ là nhà văn Sơn Tùng thực sự là một cuộc đời lao động, một cuộc đời chiến đấu đặc biệt, và là một tấm gương lớn cho những người cầm bút Việt Nam ngày hôm nay. Tiêu biểu nhất trong gia tài tác phẩm về người của nhà văn Sơn Tùng là cuốn tiểu thuyết Búp Sen Xanh.
bắt đầu viết từ năm 1981, ra mắt năm 1982. Đây là cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên viết một cách trọn vẹn về thời niên thiếu, cho đến khi ra đi tìm đường cứu nước của Hồ Chủ tịch. Đây là tác phẩm tâm huyết nhất mà nhà văn Sơn Tùng kính dâng lên vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Cuốn sách được nhà văn chia làm 3 chương: Thời thơ ấu, Thời niên thiếu và Tuổi 20. Búp sen xanh là những thước phim sống động, chân thực về hình ảnh đất nước Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc với góc nhìn khác biệt, góc nhìn từ những con người yêu nước. Đây là một tác phẩm có sự lồng ghép giữa yếu tố nghệ thuật và yếu tố lịch sử. Đây là một tác phẩm dựng cái hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở một cái giai đoạn rất đặc biệt. Bằng cái tài văn của nhà văn và đặc biệt là bằng một cái hệ thống tư liệu hết sức là trọn vẹn và hết sức là tin cậy, tác phẩm Búp sen xanh đã chạm đến trái tim của người đọc. Mỗi một trang sách, người đọc thấy rõ hơn chân dung, hình ảnh bác kính yêu của thời thơ ấu, thời niên thiếu, tinh thần vượt khó, luôn làm việc hết mình và học hỏi hết mình. Độc giả nhận ra những phẩm chất cao đẹp của người qua từng cử chỉ, từ lời nói đầy tình thương, kính yêu của cậu bé Côn với ông bà, cha mẹ, anh chị em trong nhà, với bạn bè cùng trang lứa, cô bác nơi hàng xóm láng giềng. Lựa chọn đoạn thời gian là thời thơ ấu của bác, nhà văn Sơn Tùng đã góp phần đem lại hình ảnh khác về Bác Hồ trong nhận thức của người đọc. Phải nói là nếu mà một cái cảm hứng về sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh thì tôi nghĩ là có nhiều nhà văn, nhà thơ khác cũng khao khát và cũng mong muốn được sáng tạo về người. Nhưng mà bởi vì cái sự chân thực của lịch sử, cái vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lịch sử, nếu mà mình không sáng tạo hoặc hư cấu, nó không phù hợp với chân thực với con người bác thì chưa hẳn đã là thuyết phục được bạn đọc. Nhưng mà cái hay của Búp sen xanh khi sáng tạo về thời thơ ấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh chân thực, hấp dẫn và đúng với cái con người ở cái vùng quê ấy. Ngay từ khi ra đời, tác phẩm đã thu hút bạn đọc mọi lứa tuổi mến mộ và cho đến nay, sau 40 năm ngày ra đời, tác phẩm vẫn là món ăn tinh thần yêu thích của độc giả, nhất là độc giả nhỏ tuổi. Trải qua bao năm tháng, cuốn sách vẫn giữ vững được những nét đẹp, giá trị đích thực của nó, bởi trong đó có chứa đựng một tâm hồn cao cả, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta. Không nghĩ là một tác phẩm như Búp sen xanh, riêng nhà xuất bản Kim Đồng là đã 30 lần tái bản. Không biết là bao, tôi cứ đôi lúc tôi hình dung là không biết có bao nhiêu cái bạn đọc nhỏ tuổi, bao nhiêu thế hệ đã từ đọc cái trang sách Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng để trưởng thành đến những người tốt, trở thành những cán bộ tốt, trở thành những cái người lãnh đạo tốt của Đảng và nhà nước. Trang sách của Búp sen xanh đã tác động vào cái tâm hồn và cái đạo đức của những cái bạn đọc như vậy. Có thể nói đối với nhiều thế hệ người Việt Nam của chúng ta, trong đó có cả bản thân tôi, thì Búp sen xanh như là một cái hành trang quý giá trên cái con đường mà chúng ta xây dựng nhân cách, trên cái con đường mà chúng ta xây dựng nền văn hóa và trên con đường chúng ta góp phần vào xây dựng và phát triển đất nước của chúng ta. Nhà văn Sơn Tùng, ngòi bút tiêu biểu của nền văn học nước nhà, đã rời cõi tạm vào những ngày cuối tháng 7 vừa qua, để lại niềm tiếc thương trong lòng bạn đọc cả nước. Trong chặng đường sáng tạo văn chương của mình, ông từng quan niệm đạo là gốc của văn, văn nhân đích thị, dấn thân hành đạo. Trong cuộc hành trình hành đạo của mình, ông đã không chỉ để lại những tác phẩm văn chương đi cùng năm tháng, mà còn để lại cho hậu thế một tấm lòng, một tấm gương sáng của sự dấn thân, dâng hiến cho đời và cho nghề văn.